anh khách đến bên mình hay nhớ vào vệ sinh nồi, ảnh nói xe này là vợ anh đi chẳng bao giờ chịu bảo dưỡng, nay chạy thấy yếu nè, rung đầu mà còn kêu to nữa, nên anh quyết định chạy qua bên này kiểm tra thử. Mình nghe xong cái câu chuyện này là cũng thấy giống vợ mình và nhiều chị em khác lắm nha, chỉ còn xăng là mấy chị sẽ chạy nè, nhiều khi mấy chị đi sửa xe á, thì lúc nào cũng chỉ trên miệng có một câu thôi là xe này là còn ngon lắm nè, bây giờ chị thấy là nó chỉ hơi yếu một chút, hơi lên ga đầu rung một chút, thôi đi hao xăng hơn một chút, cái gì cũng chỉ có một chút thôi. Mà mở ra là y chang luôn, là mấy chị nói luôn nè, gây Google thì chỉ còn một chút xíu nữa là đứt nữa nè, bố nồi chỉ còn có một chút xíu nữa thôi là tới miếng sắt luôn nè, bi thì mòn có một chút thôi rồi, một chút này là muốn hết cục bi luôn rồi đó, mà nhớt thì chỉ còn có một chút thôi là cạn luôn rồi. Xe AB đời 2020 này đi cũng khá ít, Odo chỉ mới hơn 15.000 km thôi, bộ nồi còn khá đẹp, mình cũng chỉ thay lại có một chút ít bố nồi nè, một chuông nồi nè, và cao su giảm chấn và cao su trượt, còn lại những chi tiết vệ sinh sạch sẽ là gáp lại cho khách. Rồi xe này tầm 2 tháng sau bên mình sẽ nhắn tin cho khách đến bên mình một chút để bảo dưỡng và thay nhớt. Chị em vào nói một câu cho công tâm cho em xem thử coi là có đúng như vậy không. Còn chị em nào mà có chịu khó bảo dưỡng xe thay nhớt định kỳ thì vui vẻ không quạo nha, đừng ném gạch đá em tội nghiệp.